Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thủy Nguyễn, Cuộc Sống Mẹ Bỉm Sữa. Hôm nay thì Thủy làm cái bông sen nhé. Bông sen, Thủy sẽ làm cái hồ ao cá. Hồ sen thôi chứ không có cá. Đây là cái bông sen nhé. Trước tiên thì mình phải làm một cái dấu điểm tròn trước. Dấu điểm tròn trước xong rồi mình sẽ khoét nhé. Thủy cũng đã làm sơ sơ rồi nên đây là một cái vết tròn tròn này, xong là Thủy khoét. Mình lấy cái thìa hoặc là cái dụng cụ để mình khoét lỗ này, mình khoét tròn tròn lại nhé, khoét cho nó sâu sâu đúng một chút. Bây giờ muốn làm cái mặt hồ này nó phẳng thì mình hơ cái thìa vào cái lửa nhé, để mình làm nhẵn cái mặt. Hơ cái thìa cho nó nóng đi, xong bắt đầu mình làm nhẵn cái mặt của nó. Mình hơ xong bắt đầu mình khoét lỗ này. Mình khoét lỗ điểm tâm trước. Khoét lỗ điểm tâm trước xong bắt đầu mình khoét sâu hơn nhé. Khoét sâu hơn khoảng 1 cm thôi, 1 phân thôi. Mình nhỏ sâu hơn một chút để xíu mình bơm. Mình làm cho đến hết nha. Cái bay này là mình đã hướng dẫn rồi. Mình hướng dẫn ở cái bài bài đầu tiên rồi, nên là bây giờ Thủy chỉ có làm nhụy với lại đâm hoa sen thôi nhá. Nên là Thủy không có quay lại cái bay nữa. Cái màu Thủy cũng đã làm rồi, Thủy cũng đã quay rồi. Bây giờ thì trước tiên là mình phải làm xong những cái đó rồi thì mình phải vệ sinh, giống như là mình lau cho khô á. Mình lau cho khô đi rồi mình mới bơm. Thank you.
mình bơm vào những cái mình khoét nó sâu hơn á, để mình giống như là mình làm cái hạt sen. Hoặc là các bạn không muốn thì các bạn đâm, có thể các bạn đâm này đó, cũng được. Xong rồi thì bây giờ phải đâm nhị này, phải đâm nhị xung quanh nhé. Đâm dày với nha. Vừa đâm xuống cái tay tay cái mình vừa nhấn nhá, cái tay cái của mình ở bóp xuống. Chỗ nào nó thưa thì mình đâm lại cho nó dày, nhìn cho nó đẹp nhé. Cái màu vàng này là của Thủy để làm cái bí đỏ. Thấy nó chưa được dày lắm nên là phải bơm tiếp, bơm cho nó kín nhé.
lấy cái cánh cánh hoa sen, cái cánh hoa sen nhỏ nhất nhé. Rồi mình đâm này, mình đâm, mình ôm sát luôn này. Ôm sát vào cái nhụy của nó. Rồi bây giờ mình sang cái cánh ngoài nhé. Mình hất bớt đi cho nó đỡ đầy để mình dễ nhìn thấy này. Mình đi xô le ra nhé. Mình cứ đi xoa ne cho nó hết. Mình muốn độ của nó, bông của nó to bao nhiêu thì mình đi bấy nhiêu nhé. Cái này giờ mình hơi đưa lên ngang nhé, mình đưa sang ngang này, mình đừng có cắm thẳng xuống nữa. Rồi, ok, mình thấy như thế này là vừa rồi, bông của mình là quá to rồi.
thì lấy cái lá nhé, thì lấy cái lá sen này. Thì dùng cái trà matcha của Đài Loan. Cái trà matcha thì mình hòa với nước một chút xíu rồi mình cũng lại cho vào cái màu đó, màu trắng của nó là ra ha. Trời ơi, kén quá trời luôn, nó ngọt. Ví dụ như là mình muốn cho đi hết nguyên một vòng thì mình ngửa sang. Mình xé thạch. Nếu mình muốn đi hết một vòng là mình xé thạch. Còn mình không muốn đi hết một vòng thì mình đâm đến đâu mình rút ra đến đó ha. Còn nếu như mình muốn đi hết nguyên một cái vòng này là mình xé thạch. Còn nếu như không muốn thì mình cứ đâm ra xong mình lại rút lại. Thì nó lại chỉ có một thôi. Bây giờ mình sẽ thạch. Bây giờ thì đâm thẳng cái này xuống này. Mình thích trang trí ở đâu mình trang trí. Là mình cứ làm rêu này. Mình làm rêu thì mình đưa cái xuống mình nhấc lên luôn nhé. Nó bị dính này. Ví dụ vậy này.
Mình vệ sinh cho nó sạch cái này, mình lau cho sạch nhé. Lau khô. Mình lau khô đi mình mới đổ được cái đế nha, không là nó không khô là nó không có dính. Nó không khô là nó bắt đầu nó sẽ chóc. Nước phải thật sôi nhé. Thì đổ đế cacao. Chút xíu nữa thì làm một cái thành của nó nhé. Rồi bây giờ mình để nguội đã. Để nguội đi đã, xong rồi tí nữa mình mới làm thành của nó được. Bây giờ thì đổ giống như đổ hai lớp nhé. Cái này thì lau khô cái bề mặt này. Thì lật cái này nhé, gãy nhẹ cái này là ra này. Mình lau khô cái bề mặt đi để cho nó thấm nha. Để nó đây này, trong quá trình mình làm nó sẽ có hiện tượng như này, thỉnh thoảng nó bị như này nhé. Mình bơm nó quá tay á hoặc là gì thì là mình sẽ đặt cái này ra. Đó. Đổ vào cái thành của nó. Rồi bây giờ là mình để nguội nhé. Thuế mới thì giờ mới đổ ra này. Đây là một cái ao sen này. Đây là một cái bờ này.
một cái bờ sen nhé. Là nếu như các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ cho bạn bè được biết để ai cũng làm được cái bánh rau câu này, để cho bạn bè hoặc người thân mình được thưởng thức. Và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thủy để Thủy có động lực tiếp theo ra những cái video tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.